Hello, xin chào bạn. Video này là quay bằng cái chiếc Sony Alpha A6300 khi mà mình gắn cùng với ống kính là 16mm f2.8 của Sony. Và mình cũng đang trên tay cho các bạn một cái chiếc Sony Alpha A6300 với cái ống kính là 16mm f2.8 đây. Cái ống kính này là một cái ống kính Pancake, nó còn nhỏ hơn so với ống kính kit 16-50 khoảng rơi vào tầm khoảng gần 1cm nữa. Hôm nay mình có mua lại một cái chiếc Sony Alpha A6300 của một bạn khách mang đến cho mình. Chiếc máy ảnh đấy thì vẫn còn đầy đủ là full box và hộp đựng. Đối với cá nhân mình thì cái chiếc A6300 đấy ngoại hình khá là đẹp. Và lúc đấy mình cũng có quay thử một đoạn video ngắn ở rơi vào tầm khoảng độ chưa đến 1 phút ở cái chế độ quay 4K để mình test xem là nó có bị error system ấy, có nghĩa là mấy cái mà mình đã cảnh báo cho các bạn ấy thì cái máy đấy không bị. Và hiện tại mình cũng đang quay bằng cái chiếc đấy để test xem là nếu mà chúng ta quay lâu một cái khoảng thời gian nó rơi vào tầm khoảng chục phút, 20 phút xem nó có bị hay không. Hôm nọ mình đã làm về cái vấn đề đấy rồi, nhiều bạn bảo là mình chém gió hay như thế nào đấy thì kệ thôi, không có vấn đề gì cả. Đấy là mình cảnh báo cho các bạn thôi. Thì khi mà các bạn mua thì các bạn có thể là cẩn thận hơn, thì chúng ta có thể quay một cái đoạn quay 4K như vậy để chúng ta test xem nó như thế nào. Và cái chiếc Sony Alpha A6300 này hay là cái chiếc Sony Alpha A6300 đang quay cho các bạn ấy có một cái ngoại hình rất là đẹp. Nó còn nguyên cả hộp luôn cơ. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy cái tốc độ bắt nét của cái ống kính 16mm f2.8, mình thấy là cũng tương đối ok. Và mình đang quay ở khẩu độ f2.8 nhé. Cái độ sắc nét của cái ống kính này ở cái khẩu độ f2.8 khi mà các bạn bắt nét ở tâm ấy thì nó ok. Nhưng nếu ví dụ các bạn ra cái phần cánh như thế này này thì bắt đầu là máy nó sẽ gọi là cái phần càng ra phần gì á thì cái độ sắc nét của cái ống kính này nó kém đi. Đối với cá nhân mình thì mình thấy là cái ống kính này cũng ổn, không đến nỗi là kém như vậy. Tại vì khi mà các bạn quay ở trong một cái ánh sáng trong nhà với một cái khẩu độ là f2.8, dù gì đi chăng nữa, dù các bạn có chê trách đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn tốt hơn so với những cái ống kính như là 16-50 f3.5. Tại vì f3.5 với cả f2.8, cái f2.8 nó đã lợi cho các bạn một nấc ISO rồi các bạn ạ. Và có một điều nữa mà mình cũng muốn nói cho các bạn này, cái ống kính 16mm f2.8 ấy, nó có hai cái đồ chơi nữa đây này, mình đang cầm ở trên tay này. Một cái là cái adapter sẽ giúp cho bạn tạo ra được một cái hiệu ứng góc rộng này. Có nghĩa là các bạn đang xem một cái góc là 16mm. Khi mà chúng ta gắn trên những cái body crop như A6300 nó sẽ lên là một cái tiêu cự rơi vào tầm khoảng độ 24mm đúng không? Mình sẽ gắn cái adapter này cho các bạn xem. Đấy, khi mình gắn cái này vào ấy, các bạn có thể nhìn thấy cái không gian của nó rất là rộng luôn, nó rộng hơn tương đối đấy. Lúc nãy chúng ta chỉ có một cái đoạn rất là ngắn thôi, mình vẫn không thay đổi khoảng cách nhé. Các bạn sẽ thấy cái góc nhìn của cái camera nó bị thay đổi theo do cái tiêu cự nó đẩy ra rất là rộng luôn đúng không ạ? Cả một cái combo 16mm f2.8 này mà khi gắn cùng một cái adapter này ấy, nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ hơn 3 triệu và chúng ta đã có một cái ống kính góc rất là rộng. Ống theo cái tiêu cự ở trên thân máy nó sẽ là 12mm f2.8 nhưng chúng ta quy đổi qua tiêu cự full frame thì nó sẽ thành là 18mm. Ngoài ra nó còn một cái adapter mắt cá nữa này, các bạn nhìn này, adapter mắt cá thì nó hơi khác một chút. Cái adapter mắt cá thì nếu mà lúc thời điểm ra mắt ấy, thì cái giá thành của cái adapter mắt cá nó cũng tương tự như cái adapter ultra wide, nhưng tuy nhiên ấy, cái adapter mắt cá ấy, các bạn mới chơi sẽ hơi bỡ ngỡ, cũng như là một số các bạn rất ít khi dùng cái trường hợp này. Tại vì khi các bạn gắn cái adapter mắt cá này vào, nó sẽ bị biến dạng, nó cong cái phần trên và cong cái phần dưới. Chứ còn cái adapter ultra wide như mình đang gắn này, nó sẽ lợi hơn cho các bạn, đặc biệt khi các bạn quay ở những cái không gian hẹp như kiểu quay ở trong nhà mà các bạn đứng trước cái máy ảnh nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ như kiểu như mình đang đứng này, nó rơi tầm 70cm thôi, thì mà các bạn đã nhìn thấy rộng như thế này. Nếu mà mình lùi ra khoảng độ 1m thì các bạn sẽ thấy nó rộng như thế nào đúng không ạ? Nếu mà ví dụ như cái phòng làm việc của các bạn nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ 9m2 thôi chẳng hạn ấy, mà từ cái chỗ đặt máy đến cái chỗ các bạn ngồi nó chỉ rơi tầm 1-2m thì cái combo này mình thấy là rất là hợp lý. Bây giờ mình tháo cho các bạn cái adapter ultra wide ra nhé, các bạn sẽ nhìn thấy cái góc nó thay đổi như thế nào, các bạn thấy không ạ? Đấy, thì rõ ràng là chúng ta có cái adapter này cũng khá là hay luôn. Bây giờ mình sẽ gắn thử cho các bạn cái mắt cá này cho các bạn xem cái hiệu ứng của nó nhé. Nhìn trông cũng rất là nghịch nghịch. Có một cái hay nữa là khi mà các bạn gắn vào mà chúng ta không cần phải thay đổi cái hay là phải tắt máy đi. Nó không phải như kiểu thay len, mà cái này ấy, nó gắn trực tiếp trên mặt trước của cái ống kính 16mm f2.8. Nó rất là hay luôn. Nó chỉ cần bấm vào như này, xoay vào. Đấy, có kêu cái tiếng tách phát là được. Các bạn nhìn thấy không? Cái hiệu ứng mắt cá nhìn trông nó như thế nào nhỉ? Mình nói thật là cái mình cũng không thích cái hiệu ứng mắt cá này lắm, đặc biệt là khi các bạn làm video theo kiểu dạng làm vlog hay là cầm trên tay như thế này. Nhưng mà nó nếu mà trong trường hợp mà các bạn mà
gọi là đi chơi hay là chụp phong cảnh ấy, thì cái hiệu ứng mắt cá này cũng có cái hay riêng của nó. Các bạn có thể nhìn thấy cái cửa này cũng như là cái giá đỡ hàng của mình ấy, cái kệ để hàng ấy nó cũng bị cong cong theo. Các bạn nhìn thấy không ạ? Cái hiệu ứng mắt cá nó như thế. Nếu chúng ta tiến gần như này, đấy các bạn nhìn thấy không? Cái đầu của mình ấy kiểu nó bị biến dạng ra, nhìn cái tay này, cái tay bắt đầu chìa ra chưa? Đấy, thấy không? Cái hiệu ứng mắt cá nhìn trông nó rất là gọi là ảo ma Canada luôn. Nếu các bạn nào đang tìm cái mua 6.300 với một ngoại hình keng ấy, thì có thể tham khảo hai cái chiếc máy của bên mình nhé, với mức giá nó cũng khá là hợp lý. Thực ra nếu các bạn bảo đắt thì đúng là hai cái chiếc máy của mình đang sở hữu ấy, thì nó sẽ nhỉnh hơn so với một số những cái máy mà đang bán trên thị trường. Nhưng mà các bạn cũng phải hiểu là cái máy của bên mình những ngoại hình nó rất là đẹp, full box cơ, đầy đủ phụ kiện. Do vậy mà các bạn cứ yên tâm, thì cái máy này nó bán ra cho các bạn là bảo hành 3 tháng cho các bạn yên tâm luôn. Thôi mình tháo cái adapter mắt cá ra nhé, mình không thích cái này lắm. Do vậy cái mức giá của cái adapter mắt cá này cũng rất là rẻ, nó chỉ rơi vào tầm hơn 1 triệu một chút thôi. Có nghĩa là các bạn mua cái ống kính mà 16 mm f/2.8 nhé, nó tùy vào ngoại hình nhé, từ 1,5 triệu đến 1,8 triệu đúng không? Nhưng mà chúng ta mua kèm với cái ống này nó cũng chỉ rơi vào tầm tiệm cận 3 triệu thôi, nó không đắt một chút nào cả. Các bạn mua chơi cũng được, mà các bạn không mua cái ống này, mà các bạn nếu mà các bạn mua thì mình khuyên các bạn nên mua cái adapter ultra-wide này. Mình thấy cái adapter ultra-wide này là một cái rất hay luôn, các bạn nên mua nó nếu trong trường hợp các bạn quay ở không gian hẹp, hoặc đặc biệt là các bạn nào mà kiểu như là muốn giới thiệu về những cái nội thất ấy, không gian trong một căn nhà, đặc biệt là mấy ông bán bất động sản chẳng hạn ấy, các ông muốn làm những cái video dạng ngắn ấy, mà các bạn muốn gọi là quay trong nhà người ta là góc này góc rộng ấy, thì cái này nó có cảm giác làm cho cái nhà mà các bạn muốn quay muốn bán ấy nó rộng hẳn lên. Các bạn nhìn thấy không, khi mà chúng ta gắn vào nó rộng lên, làm cho cái không gian nó rất là rộng, nhìn trông nó bao quát được cả cái khu ngôi nhà. Ví dụ như một cái nhà mà thường thường những cái nhà ống ở Hà Nội chẳng hạn nhé, mặt tiền nó chỉ rơi vào tầm 3,5 m đến 4 m, thậm chí có những nhà nó mặt tiền nó chỉ có 3 m thôi. Nhưng mà chúng ta gắn cái ống kính là 16 f/2.8 này mà kèm với adapter là nó thành 12 f/2.8 ấy, nó rộng hơn rất là nhiều luôn. Ví dụ cái nhà mình cũng thế này, nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ chiều 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 rộng ấy, có nghĩa là mặt tiền ấy nó chỉ rơi vào tầm 3,5 m thôi. Nhưng các bạn có thể nhìn đấy, mình đứng ở đây cách khoảng độ 1,5 m đi, các bạn thấy họ nó rất là rộng luôn, nó có cảm giác như là cái phòng của mình nó phải rơi vào tầm khoảng độ 20 đến 30 m đúng không ạ? Cái góc của nó sẽ giúp cho các bạn có một cái cảm giác nó rộng hơn rất là nhiều so với những cái tiêu cự 16 mm. Đấy cũng là một cái mà các bạn có thể là cân nhắc. Còn về cái tốc độ bắt nét ấy, nhiều người nói là cái ống kính 16 mm f/2.8 nó cũng không được tốt cho lắm. Nhưng đối với cá nhân mình thì nếu mà chúng ta quay phim kiểu như thế này thì mình nghĩ là chúng ta cũng không cần thiết phải là quá bắt nét nhanh như thế nào cả. Các bạn có thể là xem được cái tốc độ bắt nét của cái con 16 mm f/2.8 này nó có bị trượt nét vào cái khuôn mặt của mình hay không. Với cả là cái tiêu cự 16 mm ấy, nó là một cái tiêu cự góc rộng. Do vậy mà cái trường bắt nét của nó rất là ngắn. Có nghĩa là các bạn có di chuyển cả một cái khoảng như thế này thì cái trường bắt nét của nó cũng không quá là nhiều, nó không như kiểu những cái ống kính với một cái tiêu cự nó lớn hơn. Những cái ống kính có cái tiêu cự lớn hơn như kiểu 50 hay là 35 ấy, các bạn chỉ cần di chuyển tầm khoảng 50 đến 1 m thôi là bắt đầu là nó sẽ phải motor của nó sẽ hoạt động rất là nhiều. Cái ống này nó tên là ống Pancake 16 mm f/2.8 của Sony. Bên Tây cũng như ở bên Việt Nam rất nhiều người đánh giá kém của nó, nhưng mà nói thật với các bạn là đánh giá kém hay không mình không quan trọng, quan trọng là các bạn để ý xem cái mức giá tiền của nó cũng không đắt. Chứ ví dụ như mà bảo là có nó tầm khoảng 3 đến 4 triệu cái ống kính đấy thì mình khẳng định với các bạn là thì đúng cái chất lượng nó không tốt hay như thế nào đấy thì các bạn có thể chê nó. Nhưng nó có một cái mức giá nó chỉ ngang với một con kit 1650 hay là 1855, hoặc là nó chỉ nhỉnh hơn một chút so với ống kính 1650 hay là 1855, thì mình nghĩ cái đấy nó rất là đáng mua. Vì sao? Cái khẩu độ f/2.8 dù các bạn có chê nó ở phần rìa này, bắt nét này, cái chỗ bàn tay này, bắt nét nó không được tốt đi chăng nữa, hoặc là cái độ sắc nét của nó không được tốt đi chăng nữa, nhưng mà các bạn phải để ý là khi mà chúng ta quay ở trong điều kiện thiếu sáng như kiểu chúng ta quay ở trong nhà này, thì cái khẩu độ f/2.8 nó sẽ tốt hơn so với khẩu độ f/3.5. Còn ngoài ra nó còn cái ống kính Sigma 16 mm f/1.4 đúng không? Cái ống kính đấy các bạn biết bao tiền không? Cả một cái combo, cả một cái ống kính của nó nếu mà mua mới nó rơi vào tầm 7 đến 8 triệu, mua cũ nó rơi vào tầm 6 triệu nếu mà full line new full box còn đẹp. Một cái khẩu độ f/2.8 nó chỉ có mức giá là chưa đến 2 triệu, nhưng với cái tiêu cự 16 đấy mà khẩu độ 1.4 nó lại thành 6 triệu. Thế vì sao lại thế? Vì cái khẩu độ đấy các bạn ạ. Do vậy mà đừng có bảo là f/3.5 với cả f/2.8 không thay đổi. Đúng là nó ít thay đổi, nhất là cái hiệu ứng xóa phông nó không nhiều, nhưng nó sẽ giúp cho bạn là bớt được cái ISO. Có nghĩa là ISO nó đỡ bị đẩy cao hơn và cái video nó
quay ra nó không bị nhiễu, nó ít nhiễu hơn so với những cái ống kính kít 16-50 các bạn nhé. Video này để chia sẻ cho các bạn thôi. Từ lúc nãy giờ quay mình xem là được khoảng độ 15 phút rồi. Thì có nghĩa là cái chiếc máy ảnh này quay ok. Còn những cái hiện tượng mà lỗi system error ấy, nếu mà nó đã bị lỗi ấy, thì các bạn chỉ cần bấm quay thôi là nó lỗi ngay. Cái lỗi đấy là lỗi mà không thể quay được 4K trên những cái chiếc máy ảnh như A6300 và A6500. Bây giờ mà A6300, A6500 mà lại không quay được 4K thì nó khác gì là con A6000 đâu. Do vậy những cái con A6300 mà không thể quay được như thế, fix rất là tốn tiền. Do vậy người ta thường bán rất là rẻ, bán thì rơi tầm khoảng 7 đến 8 triệu những cái body kiểu như thế thôi. Bán hoặc là có một số người người ta bán theo kiểu dạng tù mù ấy, người ta bán kiểu kiểu bán lừa ấy, thì người ta sẽ bán nó rơi vào tầm như một cái con bình thường tầm 90 triệu. Mà lúc đấy mà các bạn không cầm một cái thẻ tốc độ cao để quay 4K ấy, là các bạn rất dễ bị lừa. Xong rồi về đến nơi không được, nhất là các bạn mua người dùng thế là bị lừa ngay. Hoặc là nếu các bạn không có kinh nghiệm hoặc là các bạn không dám mua của người dùng thì các bạn nên mua ở cửa hàng khi mà người ta có thể bảo hành bao test cho các bạn. Ví dụ như vài ngày rồi thì bảo hành cho các bạn là 3 tháng, trong vòng 3 tháng nó sản phẩm lỗi phần cứng được hỗ trợ khắc phục 100% chi phí cơ mà, đúng không? Mua người dùng thì nó làm gì có bảo hành đâu. Bao test bằng miệng, vừa mới ở đây thì anh em bạn bạn bè bè em bác các thứ ở bao test cứ dùng và thoải mái đi, bảo hành bao test cho các bác 7 ngày, nhà em ở đây đây thoải mái đi, bác cứ có vấn đề gì bác qua đây. Cho đến lúc về nó bảo có dán tem dán tủng gì đâu, bảo về đến về là lúc đang dùng đấy ok đấy, bây giờ về tự nhiên lỗi thì mình kêu ai, đúng không? Nói chung mua người dùng thì cái chuyện bảo hành xong rồi bảo hành bằng miệng thì mình thấy nó không không ấy đâu. Hoặc là bét nhất người ta là người dùng, như người ta có kiểu có cái uy tín ở trên mạng. Chứ đây một cái ông nào từ tỉnh này, nhất là kiểu các bạn ở tỉnh chẳng hạn, các bạn lại mua một cái người khác ở tỉnh làm sao mà có được, nó rất khó để mua cơ. Kể cả những cái bạn mà sáng nay bạn ấy mang cái máy A6300 sang bán cho mình, các bạn biết thừa là nếu các bạn ấy cố gắng các bạn bán ra ở ngoài thì các bạn sẽ được giá cao hơn. Nhưng mà thực sự là cái thời gian, có nghĩa là các bạn ấy cần tiền quá thì các bạn có mang được ra ngoài để các bạn bán và nó nhanh được như mình thu về hay không, các bạn có một cái tệp khách hàng nhiều như cửa hàng hay không. Chứ đôi khi các bạn muốn bán mà các bạn không biết bán ở đâu, hoặc là các bạn không biết bán ở cái chỗ mà nó tốt hơn chẳng hạn ấy, hoặc là ví dụ như các bạn không có một cái kênh như của mình chẳng hạn ấy, thì video các bạn post lên trên YouTube chẳng hạn ấy thì làm sao mà có những cái lượt view. Tất nhiên chỉ có mấy trăm người xem thôi, mình cũng chỉ cần mong mấy trăm người xem thôi, nhưng mà chỉ cần khoảng độ 2 người có nhu cầu thực sự thôi là cái video của mình đã thành công rồi. Nhưng đôi khi mà nếu các bạn post lên chẳng hạn mà không ai xem thì, hoặc là không có ai nhu cầu, không có ai mua chẳng hạn ấy, thì nó lại thành ra sẽ mất thời gian và mất công. Lúc đấy mà các bạn đang cần tiền thì rõ ràng nó không thành công rồi, đúng không ạ? Đấy, trên đây là chia sẻ cho các bạn là như thế. Video nó quay được gần 20 phút rồi. Tất nhiên là video này mình sẽ cắt crop để cho nó ngắn đi, bỏ những cái lan man đi, chỉ nói về ý chính thôi. Nhưng mà đại loại là những cái con như A6300 này các bạn yên tâm nhé. Bây giờ thì nó cũng không không có cái hiện tượng là overheat nữa đâu. Sony đã cập nhật cái bản firmware rồi. Nó có thể quay trên 30 phút thoải mái. Nhưng mà đối với cá nhân mình ấy, thì mình vẫn khuyên các bạn là nếu các bạn mà không cần thiết để quay trên 30 phút thì các bạn hãy cứ rơi vào tầm khoảng 15-20 phút rồi các bạn quay, rồi các bạn dừng cho máy nó nghỉ một chút rồi các bạn quay tiếp thì nó sẽ bền cái máy hơn. Chứ còn nếu mà các bạn mà quay trực tiếp cái gì đấy thì mình không biết, nhưng mà nếu mà chúng ta quay những cái đoạn video ngắn kiểu như múa miếc hay là làm những cái đoạn phim ngắn ấy, thì các bạn cứ cắt từng đoạn ra thì nó hợp lý hơn các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình chia tay những chiếc máy cũ khác nhé. Các bạn nào có nhu cầu về cái chiếc A6300 có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.